Trong phần demo này thì chúng ta sẽ viết bằng hai cách. Một là chúng ta kéo thả để maximum 9 điểm. Và chúng ta code để maximum 10 điểm. Ok, kéo thả trước nha. Như vậy ở đây thầy sẽ new. Và các bạn chú ý chỗ này. Khi mà mình muốn kéo thả thì các bạn new frame. Tức là nó có sẵn cái frame cho mình luôn. Còn nếu như bạn muốn code mà nó cũng ra giao diện đồ họa bình thường, nhưng mà bình thường chúng ta không thấy giao diện, phải chạy lên mới thấy, thì các bạn chọn Java Class. Nếu bình thường các bạn chọn Java Class ở đây. Ví dụ như mình để New Class luôn đi. Package. Ok. Chạy được chưa? Muốn chạy được thì làm gì? Public. À, trong này chứ. Public void main. Rồi. System out, quên, mới vừa dạy C xong. Mới vừa dạy C. Rồi. Ok, print file. Rồi, xuất ra giao diện dòng lệnh, giao diện console. Nhưng mình cũng có thể biến cái class này thành giao diện đồ họa. Và nếu như chúng ta tạo kiểu như thế này thì phía trên này các bạn chỉ có một cái thẻ là show và một cái thẻ là history, chúng ta đã làm gì. Nó không có cái thẻ design. Bây giờ mình sẽ tạo ra bằng cách khác. Các bạn new ở đây bằng cách new frame và bạn đặt là demo slide 1 trang 6, slide 1 trang 6, package demo finish. Rồi, mới tạo thôi nha, không làm gì hết. Click chuột phải, run file. Rồi có giao diện luôn. Nhanh gọn dễ. Vậy maximum 9 điểm hình như quá rẻ. Đúng không? Đâu làm gì đâu, kéo thả là xong có giao diện. Đúng ra maximum chỗ này chắc 7 điểm hợp lý hơn. Đúng không? Mày chỉ kéo thả thôi mà. Rồi kéo cái gì nữa? Kéo một cái nút đây, bên này kéo vô đây, thả một cái, đổi tên nó lại, à red, kéo cái nút nữa, đổi tên nó lại, bạn có thể đặt tên bất kỳ cái gì đó, đổi tên nó lại. Rồi, như vậy thì ở đây với cái nút này nó đang có cái nhãn ở bên ngoài thôi. Còn để thao tác với ứng dụng bên trong thì nó có một cái biến. Một cái biến, giống như là biến X, biến Y, biến A, biến B để nhập số vậy đó. Như vậy cái biến này nó ở đâu ra? Nó là giao diện đồ họa thì chúng ta có thể thao tác trên giao diện đồ họa bằng cách click chuột phải chọn property test. Đây mình mới đổi xong. Trong phần code các bạn thấy là variable name z button 1, mình có thể đổi lại btn viết tắt button.
Red. Để tí nữa chúng ta thao tác trên cái button này. Nếu mình có nhiều button thì mình dễ nhận diện nó ra. Còn nếu mà các bạn đặt mà không có quy tắc thì các bạn rất là khó nhận diện. Đặt mà không có quy tắc thì các bạn rất là khó nhận diện nó. Được chưa? Rồi chúng ta có nút red, có nút yellow. Rồi ở đây, bên này chúng ta cũng có thể chain ở đây cũng được luôn. BTN yellow. Rồi xong. Và chú ý ở phía trên này, vừa có sort, vừa có design, vừa có history. Có thêm cái thẻ design. Còn cái hồi nãy new class của chúng ta không có cái thẻ design. Phân biệt cái đó giúp thầy. Rồi ok. Chạy lên thử coi. Rồi có rồi đó. Red, yellow. Nhưng mà nó không có tác dụng gì hết. Chưa có event cho nó. Chưa có sự kiện cho nó. Sự kiện của một nút. Cực nhiều sự kiện. Click chuột. Tức là click rồi thả. Là một sự kiện. Click. Là nhấn xuống. Cũng là một sự kiện. Giữ. Kéo. Cũng là một sự kiện. Thả lên. Cũng là một sự kiện. Nhiều lắm. Rất rất nhiều. Và để mình biết được là cái nút này nó có bao nhiêu sự kiện thì các bạn vô property, các bạn chọn event. Đây. N sự kiện. Rất nhiều. Và cái sự kiện đầu tiên chúng ta bắt action perform it. Nếu cần các bạn sẽ click chuột ở đây. Click vô đây. Thì bên code nó sẽ tự sinh ra cái phương thức cho cái action này. Hiện nay nó không có nha. Hiện nay chỉ có cái class nè. Đến cái này gọi là cái gì đây? Phương thức gì? Java 2 học rồi, phương thức này là phương thức gì? Khởi gì? Khởi tạo. Tất cả những cái gì bắt đầu, nó bắt đầu từ đây. Xuống dưới này. Đây là hàm main để nó chạy. Được chưa? Và hai cái biến mà mình mới tạo nè. Re-button, btn red, btn yellow. Và nó chưa có một cái phương thức nào để gọi đến cái sự kiện vậy. Bây giờ mình muốn tạo cái phương thức gọi đến sự kiện bằng cách một, mình có thể click chuột phải, chọn event, chọn ở đây action perform it. Hai, mình có thể chọn property, chọn event, chọn action perform it và thêm vào đây. Ba, chúng ta có thể double click vào đây và nó nhảy đến luôn. Đây. Có 3 cách để chúng ta thêm vào. Được không? Rồi. Thêm vào ở đây mình làm gì? Mình sẽ gọi một cái phương thức để mình set được cái content main chấm set background. Set background nhảy tầm bậy rồi. Set background colors mình đang để là red. Rồi đúng rồi. Rồi. Nhiệm vụ của mình chỉ có vậy đi. Trước tiên là làm vậy đã. Chạy. Bấm vô red coi. Màu đỏ. Bấm vô vàng coi. Không có gì.
chưa làm lấy gì có. Rồi ok. Đố màu vàng tương tự. Thì mình chỉ viết lại cái đoạn lệnh này thôi. Viết lại đoạn lệnh này. Và nhớ khi các bạn viết code, nó có cái đường giống nè. Đường giống. Và các bạn viết đúng đường giống cho thầy nha. Cha, con, rõ ràng. Không có dùng space. Mà bạn phải dùng tab. Chứ không dùng space nha. Nếu mà đoạn code của các bạn mà thầy nhìn mà các bạn không có tab, tức là cấu trúc của bạn không có tốt, thì vẫn bị trừ điểm nha. Chương trình chạy rất ok nhưng vẫn bị trừ điểm. Lý do tại sao? Bạn viết 1-2 dòng thì ok, nhưng mà viết 1-200 dòng là có vấn đề, mà viết 1-2000 dòng là mù luôn. Không biết nó nằm ở đâu luôn. Cấu trúc của nó mình không biết, cha con không biết, cái nào xử lý trước, không biết cái nào xử lý sau. Và bạn chuyển đổi ngôn ngữ, ví dụ bạn chuyển qua Python, Python nó không có cấu trúc theo kiểu như chúng ta đang viết, không có dấu mở ngoặc, đóng ngoặc gì hết, mà nó phân biệt cha con bằng tab. Mà nếu bạn không quen tab thì bạn viết Python nó không nổi. Cứ muốn bà đâu viết đó là không được. Cho nên viết là phải dùng tab giúp thầy. Rồi, chỗ này chúng ta đổi lại thành yellow. Ok, chạy. Red, yellow. Xong một ứng dụng. Mình từ từ mình xếp test sau. Mình làm cái này trước đi thả. Đây là viết theo dạng kéo thả. Dễ hay khó? Dễ. Đúng không? Chỉ kéo thả vô thôi. Double click cái. Viết có một dòng lệnh duy nhất. Thực ra hồi nãy giờ viết có một dòng duy nhất. Cả một ứng dụng này viết có một dòng. Thì phải học. Đến cái thành phần, cái component đó, thì ứng với mỗi thành phần nó có những cái phương thức nào, nó có những thuộc tính nào. Còn nếu không thì đọc câu thần chú lên. Nhân ta thì biết sử ta. Cái gì không biết thì tra Google. Thực ra tra Google, các bạn tra document của cái phần đó, người ta nói rất rất rõ. Mà bây giờ các bạn lập trình viên thì tra Google là chính thôi. Chứ hơi đâu học cho nhiều. Không. Quan trọng là ý tưởng lập trình. Quan trọng là cái cách thức triển khai. Còn ngôn ngữ đâu quan trọng. Bạn nắm chắc một ngôn ngữ rồi thì bất kỳ ngôn ngữ nào bạn cũng có thể chuyển được. Cho nên là document là số 1. Document của ngôn ngữ Java. Bạn vô Oracle, bạn đọc cái document của nó. Tất tần tật mọi thứ về Java, nó để trên đó. Chân tơ kẻ tóc nào cũng có hết. Ok. Rồi. Bây giờ thầy sẽ code nha. Lúc nãy là thầy code theo cái dạng là frame có sẵn. Bây giờ thầy code lại theo dạng Java class bình thường. Thầy để là slide 1 page 6. Hồi nãy là có chữ demo, bây giờ không có chữ demo, để nó khác tí thôi. Ok, xong. Tương tự như lúc nãy, mình muốn chạy, mình phải thêm main vô. Và trong này mình chỉ có chạy được có thể vậy thôi. Chỉ có thế. Đó. Chỉ có thế thôi. Nhưng mà bây giờ làm sao để cho nó biến cái nhàm chán là chỉ có thế thôi này, nó ra một cái giao diện giống như lúc nãy mình làm ở cái bài phía trước. Đó. Làm sao mà nó ra cái giao diện đẹp giống như bên kia. Đây mình run file. Chỉ có thế thôi. Chán. Rồi. Bây giờ mình làm cái giao diện y chang lúc nãy nha. Thứ nhất
là bạn muốn có cái giao diện đấy, bạn phải kế thừa từ frame, reframe. Và các bạn chọn kiểu giống như thế này, đừng có gõ luôn. Các bạn gõ luôn là nó bị một cái hạn chế là khi mà các bạn gõ luôn cái chữ reframe á, thì trên này bạn phải gõ thêm một cái dòng lệnh nữa là import javax.scheme.jframe. Nó lâu. Còn nếu bạn gõ chữ reframe tạm thời đây, nhấn tab cái. Dưới này ok, trên này nó tự import luôn. Được chưa? Rồi, và để lấy được sự kiện thì các bạn sẽ implement cái action listener. Các bạn sẽ action listener. Thêm cái sự kiện này thì các bạn để lắng nghe. Tương tự thì các bạn cũng tap mà nó cho các bạn action listener. Và tại cái này nó là implement, thì cái action listener này nó là gì? Cái này với cái reframe có gì khác không? Reframe là gì? Một gì? Vậy action listener này là gì? Reframe là một class. Action listener nó là một interface, đúng rồi. Vậy thì khi mà bạn muốn thực thi một interface, bạn phải làm gì? Bạn phải ghi đề, chính xác. Đây, override. Đó. Và nó tự động nó sinh ra một cái method là action performance. Hồi nãy mình cũng action performance đúng không? Bây giờ cũng có. Nhưng mà hồi nãy là cụ thể cho red, cụ thể cho yellow. Bây giờ nó không cụ thể cho ai cả. Rồi. Như vậy, đối với lại cái này của chúng ta, thì nó đã chạy được hay chưa? Chưa. Chúng ta chạy lên thì nó cũng chỉ có xuất hiện cái này không à. Bây giờ muốn chạy được thì chúng ta sẽ tạo ra cho thầy một cái biến là reframe. Ví dụ reframe demo bằng new slide. À, chỗ này lấy slide 6 luôn nhé, chứ không lấy reframe, lấy slide 6 luôn. Bằng new slide 6. À, slide 1 bay 6. Đó, mình tạo ra một cái đối tượng như vậy. Và xuống đây mình gọi gf demo.show hiển thị lên. Rồi bắt đầu chạy. Bắt đầu chạy thử coi ra gì. Đây, nó ra rồi đây nè. Mà do mình không set cho nó cái size bao nhiêu thì nó có chút xíu vậy thôi. Mình chưa set size, mình chưa làm gì hết. Mình chỉ mới tạo cái frame thôi. Thì chỗ này các bạn sẽ set, tạo xong ha. GF frame chấm set size, size width 2. Ví dụ độ rộng mình cho 600, độ cao cho 400, width 2. Chạy lại. Đây, 400, 600. Nó nằm trên góc nè. Không có tiêu đề. À, muốn có tiêu đề, set vô.
Tiêu đề là gì? Tiêu đề là gì các bạn? Tiêu đề tiếng Anh là gì? À, set title. Set title. Ví dụ tiêu đề demo slide 1 page 6. Set tiêu đề. Được không? Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thêm các cái nút vào. Cái nút thì mình sẽ làm việc trên nhiều cái phương thức khác nhau. Cái phương thức khởi tạo chúng ta cũng làm. Rồi, phương thức action performance này chúng ta cũng dùng đến. Thì chúng ta sẽ tạo một biến, gọi là biến gì? Toán cục, để cho ai cũng dùng được. Và đối với lại một cái hàm main như thế này thì người ta ít xài, người ta ít đưa vô như vậy lắm. Mà người ta sẽ viết một cái phương thức khởi tạo ở đây. Một cái phương thức khởi tạo. Và phương thức khởi tạo đó sẽ được viết và đưa những cái dòng lệnh này lên. Phương thức khởi tạo. Đây, mấy cái phần khởi tạo này đưa lên đây. Và lúc này thì chúng ta không có gọi này nữa, mà chúng ta gọi là this. Tức là chính cái lớp này. Rồi. Như cái cách viết này từ Java 2 lên, chúng ta có thấy bỡ ngỡ gì chỗ này không? Giống Java 2 không? Hàm khởi tạo. Trong hàm khởi tạo chúng ta dùng từ khóa this là gọi lại chính lớp này. Có gì mới không? Không có gì mới hết. Chỉ có mới là kế thừa từ cái reframe, thực thi thêm cái interface là action listener. Chỉ có mới là mới vậy thôi. Rồi chạy lại nha, chưa thêm code gì hết nha, y chang luôn. Rồi ok. Được chưa? Đảm bảo là chạy được. Bây giờ làm gì nữa nè? Thêm nút vào, thêm button vào. Thêm button vào. Như vậy thì đối với lại cái farm mà chúng ta khởi tạo giống như thế này, các bạn cứ thêm button trước đi, coi nó có vấn đề gì tính sau. Như vậy chúng ta có re button. Chúng ta có btn red phải btn yellow. Rồi ok, chúng ta có hai nút. Lúc nãy chúng ta có đi khai cái này không? Kéo thả đổi tên biến thì tự động nó tạo ra biến cho mình rồi, mình không làm gì hết. Rồi xuống đây khởi tạo. Khởi tạo btn red bằng new repattern, đặt vô đây một cái label red. Nó giống như là Java 2 không? Một class được khởi tạo bằng cách new gọi phương thức constructor của nó ha, giống y chang. Btn yellow bằng new gpattern yellow. Chấm phẩy.
Rồi. Và cái này mình mới khởi tạo thôi. Mình chưa add vào cái frame, cho nên tí nữa mình chạy nó không hiện đâu. Mình muốn nó hiện lên, mình phải dùng phương thức this.add thêm vào, thêm cái btn red, thêm cái btn yellow. Rồi chỗ này, phía trên này là khởi tạo cái frame phần main. Đây khởi tạo hai cái nút và đưa hai cái nút đó vào trong cái frame này. Chạy lên thử nha. Rồi, gì đấy? Nút đằng sau. Đè nút trước. À, tại vì cái layout của mình nó chưa cho phép. Vậy thì chỗ này mình sẽ set cái layout cho nó. Còn layout là gì? Bài sau sẽ học. Nhưng mà giờ tạm dùng trước đi. List.set layout. Bạn sẽ chọn new related layout. New layout. Trong này dùng layout. À, flow layout. Rồi, ok. New layout tức là cái cách thức trình bày. Cách thức trình bày. Chọn kiểu gì? Rồi, chạy thử ha. Đây, hai cái nút red, yellow. Mình đã thêm được hai nút rồi. Nhưng mà hai nút này chưa có hành động. Chưa làm được gì hết á. Bây giờ làm như giống như lúc nãy mình double click vô để code. Được không? Đâu có phần design đâu. Làm sao làm được? Được chưa? Cho nên chỗ này chúng ta lại có tiếp. Lấy một điểm nữa cực quá ha. Lấy một điểm nữa xứng đáng không? Rồi, tiếp. Như vậy, mình đã tạo được BTN Red rồi. Mình muốn cho nó được lắng nghe. Thì bản thân nó phải là BTN Red chấm set action listener. Set action listener. Set action listener. Ủa đâu rồi? Set action listener. Add chứ không phải set. Add action listener. Và chúng ta đưa this btn yellow chấm add action listener. Rồi, như vậy nó sẽ truyền xuống dưới này và nhiệm vụ của chúng ta là viết code ở đây. Nhiệm vụ của chúng ta là viết code chỗ này để nó xử lý hai cái nút đó. Vậy code của chúng ta viết gì trong này? Chúng ta sẽ viết rằng lấy cái chuỗi để chúng ta lấy ra, chúng ta biết được là nút nào đang bấm, thì cái đó nó trả về ở chỗ là get action comment. Và dưới này mình sẽ if nó hoặc là mình sick key nó để mình làm việc. Ở đây người ta viết if, còn thầy sẽ viết sick key cho các bạn, được chưa?
Như vậy chỗ này ở phía bên trong mình sẽ dùng một cái hàm để mình ghép ghép cái giá trị của nó. STR bằng E chấm get action comment, và sử dụng cái lệnh set set của STR. Nếu như STR mà trả về cho mình chữ gì red thì làm gì, thì this chấm get context pane chấm set background giống như hồi nãy ha. Rồi còn không còn không nếu trả về yellow thì tương tự như vậy. Chỗ này yellow. Rồi như vậy là chúng ta đã code xong cái phần action của nó. Và sau này nếu như mà các bạn viết ứng dụng mà nó có nhiều nút và xử lý nhiều nút cùng lúc thì các bạn viết kiểu này nó tiện hơn, nó khỏe hơn là kéo thả. Các bạn xử lý sự kiện nó sẽ tiện, thuận tiện hơn, nhanh hơn. Rồi chạy thử nha. Red, yellow, giống không? Giống ứng dụng kéo thả không? Vậy các bạn nghĩ rằng sau này mình sẽ lấy 9 điểm hay lấy 10 điểm? Không có giá 9 điểm rưỡi. Rồi ok. Hả? 10 điểm nó vậy đó. Còn 9 điểm nó vậy. 9 điểm đâu rồi? Đây 9 điểm. Được chưa? Như vậy các bạn thấy là mình sẽ có, mình sẽ có khuyến khích các bạn có. Thực ra nếu mà các bạn có thì sang cái phần giao diện nó hơi khó khó một tí, đến cái phần mà thiết kế giao diện. Nhưng mà nếu mà các bạn quen với HTML thì các bạn sẽ hình dung được mình sẽ làm gì để tạo ra được một cái giao diện. Được chưa nào? Rồi, chú ý cái nữa nha. Nãy giờ mình chạy tắt đúng không? Nhưng mà thực ra nó có tắt không? Nó nằm như này nè. Chương trình đang chạy. Thực ra nó không có tắt. Mình đóng cái nút đó đó là nó mới chỉ ẩn cái cửa sổ thôi, chứ nó không thực sự tắt. Không thực sự tắt. Được chưa? Vậy mình sẽ đọc slide tiếp theo để mình làm sao mình tắt hẳn nó luôn, chứ không cho nó chạy dưới này nữa. Tắt hẳn luôn nha. Tạm thời video này chúng ta dừng ở đây.